Xin kính chào quý thầy cô, tôi là Nguyễn Thị Thu Thủy, đồng chủ biên sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay tôi rất là vinh dự có thể thay mặt nhóm tác giả để giới thiệu với các thầy các cô về bộ sách lịch sử và địa lý lớp 4. Nội dung trình bày của tôi gồm các phần cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là quan điểm biên soạn. Thứ hai là cấu trúc sách và cấu trúc bài học. Thứ ba, đó là những điểm nổi bật về nội dung sách. Và cuối cùng, đó là tài liệu hỗ trợ sách giáo khoa. Kính thưa các thầy các cô, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lý cấp tiểu học năm 2018. Quan điểm biên soạn của cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 dựa trên một số điểm chính sau đây. Thứ nhất là tuân thủ theo định hướng giáo dục phổ thông mới với trọng tâm là chuyển từ nền giáo dục chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện, phẩm chất và năng lực. Thứ hai, đó là đảm bảo tính khoa học, đồng thời cũng đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh tiểu học. Thứ ba, đó là cuốn sách cũng chú trọng vào việc hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học. Thứ tư, các bài học trong sách tăng cường gắn nội dung môn học với cuộc sống nhằm rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng và thực tiễn. Trong các bài học, nhiều câu hỏi ở phần vận dụng đều thể hiện rõ ý tưởng này. Ví dụ như là trong bài Thăng Long Hà Nội, ở phần vận dụng có một câu hỏi là thiết kế một tấm áp phích tuyên truyền về việc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh hoặc là giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội. Hay là trong bài Cố Đô Huế thì gợi ý cho học sinh là đóng vai một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về một cảnh quan thiên nhiên hoặc một di tích trong quần thể di tích Cố Đô Huế. Quan điểm tiếp theo, sách kế thừa những ưu điểm của chương trình và sách giáo khoa hiện hành, đồng thời tiếp thu thành tựu biên soạn sách giáo khoa của các nước tiên tiến. Và quan điểm cuối cùng, sách được biên soạn theo định hướng hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục. Về cấu trúc sách và cấu trúc bài học, cấu trúc sách ngoài lời nói đầu, hướng dẫn sử dụng sách, bảng tra cứu thuật ngữ thì sách gồm các phần mở đầu và 6 chủ đề là địa phương em, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Về cấu trúc bài học thì mỗi bài học hình thành kiến thức mới. Ngoài mục tiêu bài học thì gồm 4 phần là khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng. Chẳng hạn trong bài Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thì phần khởi động giới thiệu một bức tranh, một góc làng quê truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ để cho học sinh quan sát, mô tả bức tranh và đề nghị học sinh chia sẻ những hiểu biết của em về một số nét văn hóa vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Bằng cách khởi động như vậy thì nó tạo một cái tâm thế cho học sinh để bắt đầu bài học mới. Trong phần hình thành kiến thức mới, để đạt được yêu cầu cần đạt là mô tả một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ thì bài học lần lượt giới thiệu các nội dung kiến thức như là làng quê truyền thống này, nhà ở này và lễ hội. Ở mỗi một nội dung thì đều có các câu hỏi ở đầu mục để giúp học sinh thực hiện việc mô tả về làng quê truyền thống hay về nhà ở, rồi về lễ hội. Thông qua việc mô tả các bộ phận cấu thành văn hóa truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ thì học sinh có thể đạt được mục tiêu của bài học. Trong phần luyện tập có câu hỏi lập bảng giúp học sinh hệ thống lại một số nét tiêu biểu về văn hóa làng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời cũng có một câu hỏi so sánh để học sinh có thể phân biệt được nét văn hóa vùng Đồng bằng Bắc Bộ với nơi các em đang sinh sống. Cuối cùng, ở phần vận dụng là yêu cầu học sinh sưu tầm một số tranh ảnh về làng quê Đồng bằng Bắc Bộ ngày nay để giúp học sinh có những kết nối thực tiễn ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay với lại Đồng bằng Bắc Bộ truyền thống. Vậy, những điểm nổi bật và những điểm mới của cuốn sách này là gì? Trước hết, về những điểm nổi bật, về cấu trúc sách, nội dung sách giáo khoa lịch sử và địa lý 4 là sự kế thừa và tiếp nối của môn tự nhiên và xã hội ở các lớp 1, 2, 3, cũng như là bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Sách giáo khoa môn lịch sử và địa lý cũng được biên soạn để nhằm hình thành và phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lý trên nền tảng những kiến thức cơ bản có chọn lọc về lịch sử, địa lý ở các vùng, miền của đất nước Việt Nam. Sách giáo khoa cũng giúp học sinh biết cách sử dụng các công cụ của khoa học lịch sử, khoa học địa lý để học tập và vận dụng vào thực tiễn, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và ước muốn khám phá lịch sử, địa lý, văn hóa dân tộc.
Ví dụ, trong những bài học tìm hiểu về thiên nhiên các vùng hoặc là các cái địa điểm cụ thể như Thăng Long, Hà Nội, Cố đô Huế hay là địa đạo Củ Chi thì đều có những cái nhiệm vụ học tập, có các bản đồ, địa lý để yêu cầu học sinh xác định không gian, địa điểm cụ thể, thông qua đó giúp học sinh định vị được không gian và xác định được một địa điểm cụ thể trên lược đồ, bản đồ. Điểm nổi bật tiếp theo đó là các nội dung thông tin được trình bày trong sách giáo khoa được cung cấp ở mức độ tinh giản, cơ bản. Phần còn lại là các tư liệu, lược đồ, tranh ảnh hay là trục thời gian rồi là câu chuyện lịch sử. Lấy ví dụ như trong bài Sông Hồng và Văn minh Sông Hồng, khi học sinh tìm hiểu về thành tựu của Văn minh Sông Hồng thì sách giáo khoa đã gợi ý hai câu hỏi ở đầu mục, đó là trình bày một số thành tựu tiêu biểu của Văn minh Sông Hồng và giới thiệu một thành tựu mà em ấn tượng nhất. Dựa vào các câu hỏi gợi ý và các kiến thức đã trình bày trong sách giáo khoa gồm nội dung đoạn text về Văn minh Sông Hồng, tranh ảnh, sơ đồ về Trống Đồng Đông Sơn, Thành Cổ Loa thì giáo viên có thể tổ chức hoạt động cho học sinh theo hình thức cặp đôi hoặc nhóm để học sinh có thể chia sẻ, giới thiệu với bạn về thành tựu của Văn minh Sông Hồng. Sau đó thì giáo viên có thể gọi học sinh lên trình bày trước lớp. Thông qua việc sử dụng câu hỏi được gợi ý trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động cho học sinh, giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức học sinh trình bày kết quả của hoạt động của mình. Và thông qua đó thì học sinh có thể đạt được yêu cầu cần đạt về nội dung thành tựu Văn minh Sông Hồng. Điểm nổi bật cuối cùng đó là sách được thiết kế 4 màu rất đẹp, hệ thống kênh hình phong phú, sinh động, đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và là nguồn học liệu quan trọng giúp đổi mới phương pháp dạy, học theo định hướng phát triển, năng lực. Về một số điểm mới của sách, thứ nhất đó là các đơn vị kiến thức được lựa chọn trong sách chú trọng lựa chọn điểm ngắn gọn, vừa sức với học sinh tiểu học. Thứ hai đó là nội dung được thể hiện trực quan, sinh động thông qua hệ thống bảng biểu, này, trục thời gian, này, lược đồ, này, hình ảnh, này, rất là hấp dẫn và dễ nhớ đối với học sinh tiểu học. Điểm mới thứ ba đó là bên cạnh những nội dung có tính dẫn dắt, khái quát thì cũng có những tư liệu được trích dẫn ở mức độ đơn giản hay là những câu chuyện lịch sử sinh động với các yêu cầu, câu hỏi, khai thác tư liệu là cơ sở để tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Chẳng hạn như là trong chủ đề Đền Hùng và Lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương thì sách giáo khoa cũng đã giới thiệu một số truyền thuyết, câu chuyện liên quan đến thời kỳ Hùng Vương như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên hay là Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày để giúp học sinh có thể hiểu được cội nguồn của dân tộc và những phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông. Đi kèm với cuốn sách giáo khoa này thì chúng tôi cũng có những tài liệu hỗ trợ như là sách giáo viên, sách bài tập và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng có những công cụ hỗ trợ trực tuyến để có thể đọc sách giáo khoa, video giới thiệu, tập huấn trên trang web hành trang số.nhasuatbangiaoduc.vn. Kính thưa quý thầy cô, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với các thầy các cô trong suốt quá trình tìm hiểu về sách giáo khoa lịch sử và địa lý 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống cũng như trong quá trình tập huấn và sử dụng sách giáo khoa sau này. Cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nước nhà. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô.